lạc lõng trong vòng tròn khép kín, từng dấu chân dẫn đến đường cùng. Sợ những lời nguyện ước không vượt được chẳng sao, sợ dẫu rằng cố gắng cũng muộn, sợ tâm hồn ra cỗi quên rằng những kỳ lạ mới là lý do ta yêu cuộc đời. Liệu tiếng gọi có đến thật vội?